Xin chào. Thì hôm nay Naika mình vừa tiếp nhận một em Ford Explorer từ Đà Nẵng ha, từ Đà Nẵng vào Naika để độ limousine. Đây thì mình vừa tiếp nhận luôn thì cũng còn khá là bẩn, em nó còn khá là bẩn này. Thì em này Naika mình sẽ tiến hành thi công độ nội thất limousine cho em nó. Thì đây là một em Ford Explorer 2019 thì mọi người cũng có thể xem qua cái nội thất của nó. Nội thất của nó là màu kem thì mọi người có thể thấy nó cũng đã khá là xuống cấp rồi. Khá là xuống cấp rồi ha. Đó. Thì cụ thể chiếc xe này Naika sẽ độ nội thất limousine ở đây. Mình sẽ thay cái hàng ghế 2 bằng một cái cặp ghế mẫu MBS ha, rất là xịn sò luôn. Một mẫu ghế và sẽ có con ngựa ở giữa. Nói chung là một mẫu ghế chủ tịch rất là xịn sò. Đồng thời thì những ghế hàng 1 hoặc là da ở cửa và ghế hàng 3 mình cũng sẽ bọc lại da cho nó theo cái tông màu của ghế SUV của cái ghế cặp ghế limousine. Trần này mình sẽ bọc lại da lộn và đi kèm với đó sẽ là một bầu trời 1000 sao ha, rất là lung linh luôn. Đó thì sơ lược qua cái phần nội thất limousine thì mời mọi người cùng chào đón sự lột xác của em nó sau 2 tuần nữa. Rồi và em đang ngồi ở hàng ghế thứ hai của chiếc Ford Explorer nha mọi người. Và mọi người có thấy gì không? Hàng ghế thứ hai nguyên bản của xe thì em cũng đã tháo ra và thay vào đó là một cặp ghế thương gia MBS 3.0 như thế này. Đó, chi tiết cặp ghế thương gia này thì em sẽ giới thiệu từ từ cho mọi người cùng xem nha. Đầu tiên là đã được bọc da nắp ba về màu đen và chỉ màu đen. Và ở trên phần da thì em cũng đã đục lỗ nè, hoa văn nè, đục lỗ nè. Đấy, phần lưng nè, phần mông ghế nè, mọi người thấy nè. Và kèm theo đó là theo những cái hoa văn ở trên bề mặt da rất là tinh tế nha mọi người. Da nắp ba ngồi rất là mềm mịn và được Naika bảo hành chất lượng da lên đến là 3 năm nha mọi người. Đó, đó là phần da. Tiếp đến là ở cái bộ ghế MBS này chúng ta sẽ có một cái con ngựa rất là lớn ở giữa như thế này. Ở trên con ngựa này chúng ta sẽ có một chiếc màn hình cảm ứng. Đấy, sẽ hiện thời gian nè. Tiếp theo là chúng ta có thể điều chỉnh hết toàn bộ những chức năng mà có ở trên ghế, ở trên màn hình này. Ví dụ như điều khiển độc lập từng ghế luôn nha anh chị. Đó, LED là bên trái nè, right, bên phải ha. Đây, điều chỉnh ghế bên trái nè. Chúng ta có thể điều chỉnh điện là 4 hướng đó, bao gồm tiến lùi ghế, nâng hạ lưng cũng như là nâng hạ bệ đế chân. Đấy, rất là xịn sò ha. Những tính năng tiếp theo đó chính là hệ thống quạt mát 3 cấp độ nè, sưởi 3 cấp độ nè, massage 3 cấp độ nè, cũng như là bơm hơi ở phần lưng cũng như là xả hơi phần lưng và đèn LED nhớ ghế 3 vị trí nè. Đó rất là xịn sò nha. Đó là những tính năng có ở trên cặp ghế MBS này. Rồi và ở đây sẽ có một cái nút ấn cơ để mà mở cái bệ tì tay này ra. Và ở bên trong cái bệ tì tay này chúng ta sẽ có một chiếc tủ lạnh mini ha, dung tích là 6 lít. Đó, chúng ta có thể để nước suối đồ uống ha. Trên những chuyến đi xa chúng ta có nước uống ha, nhiệt độ âm 18 độ C. Kèm theo một cái hộc để chúng ta để đồ ha. Khi không sử dụng thì chúng ta đấy, đóng cái bệ tì tay này lại ha. Rất là tiện nghi luôn nha anh chị. Ở phía dưới con ngựa, ở phía dưới con ngựa thì chúng ta sẽ có một cái này là cái vị trí để mà chúng ta có thể sạc không dây cho smartphone ha. iPhone này kia vô để vô là nhận sạc rất là ok nha anh chị. Phía dưới là một cái vị trí để mà để hốc ly nước uống ha. Đấy, khi không sử dụng chúng ta gập gọn lại ha, rất là tiện nghi. Đó ha, vị trí ngồi thì vị trí ngồi rất là thoải mái nha anh chị ha. Chúng ta có thể ngã lưng nè, nâng bệ đế chân ra nè. Đấy, trên những chuyến đi xa thì chúng ta có thể bật quạt mát nè, có thể bật trời lạnh ở như ở ngoài Bắc thì chúng ta có thể bật sưởi nè. Đó, chúng ta bật massage lên thì những chuyến đi xa nó sẽ trở nên thoải mái hơn rất là nhiều. Và điều này rất là cần thiết cho những vị chủ tịch ha, VIP. Đó. Và ở trên cái thành ghế ở bên
không thành ghế thì chúng ta sẽ có một cụm công tắc điều chỉnh cơ như thế này. Đây, cụm công tắc điều chỉnh cơ, điều chỉnh điện 6 hướng, tiến lùi, đấy, nâng hạ lưng cũng như là nâng hạ bệ đai chân. Có luôn cổng sạc USB ở nằm ở cái thành ghế này. Đấy, một khe để điện thoại. Và ở trên cái bộ ghế MBS này có rất là nhiều cổng sạc điện thoại, từ Type-C cho đến USB cho đến sạc không dây. Và option tiếp theo đó chính là ở bên trên phần trần. Đấy, trần chiếc xe Explorer này em đã bọc lại da lộn Alcantara full hết phần trần luôn nha mọi người. Đấy, mọi người thấy phần trần ở bên trên là nó full đen hết luôn nha. Chất liệu da rất là cao cấp, chúng ta sờ rất là mềm và rất là mịn nha. Đấy, và ở nổi bật ở bên trên phần trần cũng trang bị luôn hệ thống trần sao rơi sao băng ha, rất là đẹp lung linh vào buổi tối. Đối với phần trần này, với hệ thống đầu sao là hơn 1.000 đầu sao, kèm theo đó là sao rơi sao băng rất là tinh tế, chúng ta đi vào buổi tối thì nó rất là đẹp. Cũng như là những cái ánh sáng ở trên trần này, chúng ta có thể điều chỉnh được màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng đều được hết nha mọi người. Và điều chỉnh qua một cái remote hoặc là điều chỉnh qua một ứng dụng trên smartphone. Và lên đến hàng ghế phía trước ha, thì hai ghế tài và ghế phụ em cũng đã bọc lại da nắp ba cao cấp dành cho hai ghế này. Đấy, đục lỗ hoa văn rất là sắc nét, rất là tinh tế nha. Đó, giống như hàng ghế VIP luôn. Và ở hàng ghế thứ ba em cũng đã bọc lại da cái với băng ghế và đục lỗ như thế này nha anh chị. Ở hàng ghế thứ ba thì em cũng không có giới thiệu sâu với mọi người, tại vì nó cũng không có gì đặc biệt cả. Xe thì lâu lâu nhu cầu sử dụng thì chúng ta mới ngồi bảy đủ bảy người. Đấy. Và trở lại với hàng ghế tài phụ thì cái chất liệu da thì nó cùng chất liệu da với ghế VIP ha, hoa văn đục lỗ cũng như vậy luôn. Bệ tìa tay cũng đã được bọc lại da. Đó, bọc lại da và đục lỗ hoa văn hình kim cương. Đấy, nó rất là đẹp ha. Đây, rất là đồng điệu ha. Đấy, bên trong xe bây giờ là full đen hết toàn bộ, từ tắp lô, tắp bi cửa, trần, ghế, tất cả mọi thứ đều đen hết. Một cái độ theo kiểu Black Edition nha mọi người. Đấy. Và cái ý trang bị tiếp theo đó chính là một bộ led nội thất V3 22 chi tiết em đã lắp đặt cho con Explorer này. Đấy, sẽ trải dài từ tấm lô nè, tấm bi cửa nè, trước sau nè, đấy, hốc mở cửa tay cũng như là hốc để ly 22 chi tiết có ở vòng loa luôn. Đấy, phần tấm bi cửa cũng đã bọc lại da và đục lỗ hoa văn rất là tinh tế đó. Và đó là toàn bộ những hạng mục mà em đã thi công cho chiếc Ford Explorer này. Và mọi người đừng vội lướt qua video này nha, mời mọi người cùng theo chân em đến với buổi bàn giao xe Ford Explorer này, cũng như là xem nhận xét đánh giá của khách hàng như thế nào về mức độ thi công và nâng cấp xe Explorer này như thế nào nhé. Nội thất thì em làm lại hết. Ok. Dạ. Tôi bọc ghế tay lại hết cho nó hợp. Dạ đúng rồi. Ghế thì cũng bọc lại da nắp ba, ghế tài phụ ghế ba luôn. Dạ. Ghế hàng hai thì order đều về riêng của nó. Dạ. À, còn ghế hàng ba là cũng bọc lại. Dạ. Da luôn. Ghế hàng ba chỉ bọc lại da nắp ba. À. Hàng ba không đổi gì, hàng hai cũng hàng là, tài phụ là ấy là hết, làm lại hết. Cái đây anh, cái đây. À. Cái phần da tắp bi cửa nè, cũng bọc da lại chỗ đây. Đục lỗ nè, anh thấy đục lỗ không? Đấy, cái led nội thất nè. Cái nội thất ở cửa. Cái led nội thất này là tặng nè. Dạ. Nội thất này nè, dư cái ở vòng lò nữa nè. Ok, đó. Ok. Bên kia cũng vậy anh. Đẹp ha. Cái ghế này thì khi nào mà anh đề máy á, nó mới có điện nha. Okay. Còn khi nào mà anh tắt máy á, thì nó sẽ không có điện. Đó. Rồi nếu màn hình chính của đây là nó hiển thị giờ ở đây thôi. Giờ thì ví dụ như giờ là 2 giờ kém nè, đây là cũng 2 giờ kém ha. Okay, okay. Hay đúng giờ ha. Đấy. Rồi, cái đây là điều chỉnh ghế nè. Ví dụ như led là bên trái nè. À right led đúng rồi. Dạ. Ví dụ như anh nhấn vô đây. Anh đây là đang điều chỉnh nâng lưng hạ lưng. À ok. Đó, ha. Là nó chọn điểm đó. Dạ đúng rồi. Trước tiên giới thiệu cái điều chỉnh ghế trước nha. Rồi anh nhấn xuống đây. Đây là điều chỉnh tiến lùi nè. Lùi nè. Ok. Tiến. Dạ. Ở dưới đây là nâng hạ bệ đai chân hoặc là gập vào. Dạ. Đấy, giờ tới đó, cái đây là cái hình ký tự cái quạt. Cái quạt nè. Đấy, có ký tự tiếng Anh đây luôn. Thì quạt mát 3 cấp độ. Thì mình ngồi thì nó sẽ
quạt mát cái phần lưng, lưng và mông. Cái sưởi, sưởi nếu mà như miền Nam, miền Nam thì chắc không xài. Dạ. Còn cái đây là cái massage. Massage. Bây giờ nếu anh ngồi để dựa dựa ra đầu rồi. Nãy nó massage chưa? Thấy rồi. Cũng em mà, ok mà. Dạ. Cái này sạc không dây luôn ha. Dạ đúng rồi, cái đây là sạc không dây nè. Đây 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 đây. Dạ. Áp dụng cho điện thoại có sạc không dây nha. Ví dụ như điện thoại anh không có sạc không. Bự quá. Thấy nó vô nè, anh thấy vô không? Nè, lại lại nè. Quay quay sát vô nè. Đây nè. Em quay sát vô cái. Đó, ha, okay, anh thấy okay, để okay. Vô lại nhận liền. Ok. Dạ. Rồi ở dưới đây. Như đây là cái hốc để mà mở ly. Đây ly, đây ly. Giờ đó. Đấy, như chó chai nước đồ này kia thì anh bỏ vô, còn không sử dụng thì anh gặp lại thôi. Rồi, ok. Đơn giản ha. Tủ lạnh. Rồi, tủ lạnh. Đây là tím cái màn hình, đây là màn hình điều chỉnh tủ lạnh nha. Ví dụ như anh ấn cái đây nè, ấn giữ nha, giữ khoảng 3 giây. Đó thì nó sáng lên. À. Ví dụ như anh muốn điều chỉnh nhiệt độ. Giảm nhiệt độ. Giờ là nó tới âm mười mấy độ lận, 18 độ, âm 18 độ, anh đi khoảng 30 phút là nước trong đây nó sẽ lạnh liền. Đây, đó. Ha, bỏ nước vô đây, trong đây nó chứa cũng khoảng 6 chai nước. Đây, xong rồi mình không sử dụng thì anh gặp lại thôi, cái học đây là học để đồ. Dạ, đấy, gặp rồi lại. Đấy. Còn đây, ví dụ như cái màn hình đây, nãy là đây là bên trái. Đấy, ví dụ như anh điều chỉnh xong rồi tới người bên đây ngồi đúng không? Bên đây ngồi thì giờ tới giờ bây giờ cũng y vậy. Ví dụ em giờ muốn quạt mát lưng ghế thì nó quạt mát. Đấy. Nãy giờ anh ngồi thấy quạt mát lưng phải không? Dạ rồi. Dạ mát cũng đang massage phải không? Ừ. Còn bằng sữa, ví dụ như tắt thì anh nhắn lại thôi. Giờ tắt nè. Cũng như anh nè. Đây, nãy anh đang quạt mát nè. Tắt. Đó. Đây, tắt massage. Massage có 3 mức luôn. Dạ đúng rồi, cũng có 3 cấp độ. Nó massage 3 cấp độ là mỗi cấp độ nó có mỗi cái bơm khí nén khác nhau á. Ví dụ cấp độ 3 là bơm căng nhất. Rồi đến cấp độ 2 là bơm vừa vừa. Rồi cấp độ 1 là cấp độ yếu nhất. Dạ. Đấy. Dạ, còn ví dụ như muốn vô đằng sau là mình phải kéo lên hết. À, giờ anh đi xuống hàng 3 đúng không? Ok. Xuống hàng 3 thì dạ, mình cứ xuống xe anh. Qua qua đây. Đây. Nếu mà anh đi xuống hàng 3 đó. Anh đi xuống hàng 3 thì ở đây nó có cái nút nè. À ok. Anh chỉ cần ấn thì ghế đây nó gặp lại, nó tiến về trước nè. À, tự động luôn. Dạ. Là bước đấy, vô thôi. Anh đi vô thôi. Mà nếu mà khi đó mình xác định mình đi lắp cái ghế này á thì đúng không rồi, gian chấp nhận phải chặn. Không gian nó sẽ nhường hết cho người ngoài hàng 2, người cho chủ tịch á, anh hoặc là sếp anh ngồi ở đây thì nó sẽ rộng rãi ưu tiên nhất. Hàng 3 nó hơi chặt. Ok. Dạ, xong rồi mình ấn lại thôi. Đó, ghế nó từ từ nó kéo về ngừng ngã ra. Rồi còn chỉnh thêm, chỉnh bớt thì cái kia. Dạ. Đây, nếu đây mà anh không thích điều chỉnh thông qua cái màn hình thì anh có thể điều chỉnh thông qua cái cụm đúng công tắc đây. Giờ anh ấn lùi nè. Lùi anh đây nè. Đó đó là ngã lưng. Dạ, cái đây nè. Còn lùi lên đó xuống đó đó. Đó. Dạ, nè, lùi nè ha. Cái này cũng giống như xe thường thôi. Dạ đúng rồi, nó cũng không có gì đặc biệt hết. Nó cũng dễ sử dụng mà. Okay. Đó, đây là người đi chân nè. Còn ở đây là cái hạ bị đi chân nè, thu vô. À ok. Rồi lên đến ghế tài nè, ghế tài là da. À ghế tài. Đây là em đục lỗ nè. Hoa văn thì okay, nó cũng giống như hoa văn ghế hàng 2 luôn. Ok. Dạ. Cái bộ led nội thất đây nó cũng có nút điều chỉnh nè. Nút đây nha, em để đây nha. À. Dạ. Ví dụ như anh nhắn. Nhắn nó chuyển chế độ nè anh ha, nhắn là nó chuyển chế độ. Đó, để vậy cũng được, hợp lý. Nói chung là mình thích màu gì mình để ha. Rồi tiếp đến là cái đằng sau nè, nó có remote như này nè. À nó nhiều màu á ha. Dạ đúng rồi, ví dụ như anh để màu trắng này. Cái tín hiệu của nó là nó nằm ở dưới đây nha anh. Ba bấm thì đưa cái đầu tín hiệu remote nè, đưa xuống dưới. Rồi anh chọn màu, ví dụ như là màu xanh. Màu xanh đây anh ấn chọn màu xanh. Màu xanh, xanh lá cây, màu trắng, màu đỏ, màu xanh lá, màu xanh nước biển, màu vàng, màu trắng, đấy rất là nhiều màu. Ok ok, dạ. Này chỉ dòng màu thôi chứ hả? Dạ đúng rồi. Còn không thích thì mình tắt off luôn nữa, bật off tắt. Bật off này là tắt. Tắt rồi đó. Dạ. Đấy. Dạ. Rồi, ok. Này chỉ có một cái này thôi chứ phải không? Dạ đúng rồi. Remote thì chỉ có cái đó thôi.
Dạ rồi, cảm ơn anh nha. Ok. Dạ. Em mài cho anh nữa hả? Dạ.